Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại cây viết Lê Đức Nam. Quý khán thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Lê Đức Nam rồi, chúng ta cũng thấy những câu chuyện của bạn ấy rất là nhẹ nhàng, mang âm hưởng màu sắc của miền Tây sông nước. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Lê Đức Nam, những câu chuyện miền Tây của bạn ấy, thì hãy tiếp thêm động lực cho Lê Đức Nam nhé. Và Thi cũng được Nam chia sẻ rằng những tập truyện mà Nam viết đó thì được dựa trên những cái ý tưởng của cố nhà văn Hiển Lê. Cố nhà văn Hiển Lê tức là ba của bạn Nam. Thì ông đã để lại cái ý tưởng này cho hai anh em của bạn, đó là Lê Hoàng Nghĩa và Lê Đức Nam. Thì những câu chuyện này được bạn chia sẻ rằng dựa trên những câu chuyện có thật. Thì rất mong quý khán thính giả luôn yêu thương và ủng hộ cho Nam nhé, để Nam viết thêm nhiều câu chuyện hay gửi đến chúng ta. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như toàn thể ekip của kênh Sống nhé. Một lần nữa thì xin được cảm ơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện Đêm Khuya Kinh Hoàng, tác giả Lê Đức Nam. Mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi. Quê ngoại tôi, Lạng Long Kiển, tuy nằm không xa đất Sài Gòn là bao, chỉ khoảng 7-8 cây số, nhưng nơi đây còn rất quê mùa, nhà cửa thưa thớt, xung quanh toàn là ruộng đồng mênh mông, cùng với rất nhiều kinh rạch, các lùm cây bần, cây mắm, dừa nước mọc theo hai bên bờ rạch tùm. Tiếng bìm bịp kêu theo con nước lớn nước đầy làm nao nao lòng người, và càng làm cho chốn này thêm quang du tĩnh mịch. Người dân nơi đây quanh năm chỉ sống chủ yếu vào nghề làm ruộng. Nhà nào khá giả đôi chút thì có thêm cặp trâu, nuôi thêm mấy con heo, bầy gà, vịt. Phần nhiều người dân trong vùng thường kiếm thêm bằng cách tối đến đi bắt tôm, cá, sòi ếch rồi đem lên chợ Sài Gòn bán, hoặc là bỏ mối lại cho các bạn hàng. Khi trời vừa chạng vạng, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới. Chỉ sau vài ba tiếng sét, mưa bắt đầu rớt hột. Càng lúc mưa càng lớn, tựa như trút nước, kéo dài tới nỗi tối mịt mới bớt. Nam Tiễn đang ngồi trong nhà, nghe tiếng mưa đã bớt nên bước ra ngoài hàng ba nhìn trời. Thấy lúc này chỉ còn lát sắt, liền quay vô. Đến phía sau tủ, lôi bộ đồ nghề đi soi ếch ra, sửa soạn mọi thứ cho buổi soi đêm nay. Trong bụng mừng thầm, miệng nói nhỏ: "Chà, mưa kiểu này ếch nhá lên bờ tha hồ nhiều. Chà, chuyến này xem ra trúng lớn à." Ông ta vui bởi cơn mưa đột ngột khi nãy. Theo thông thường tháng này trời đã hết mưa, giờ mưa lớn như vậy, nước ngập hang, đám ếch hay nhảy ra ngoài chỗ ráo để bắt cặp. Hễ thấy ánh đèn rọi tới là chúng nằm yên một chỗ, người đi soi cứ việc bắt bỏ vô đục. Bữa nào trúng bắt mỏi tay mà vẫn chưa hết ếch. Bộ đồ nghề lấy ra gồm cây chĩa hai, một cái đèn khí đá, một cái đục và thêm cái bị, để hồi gặp con rắn con lương có gì còn có đồ đựng. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Nam Tiễn bước ra ngoài lần nữa, thấy chỉ còn lắc rắc chút đỉnh. Ông ta trở vô nhà, bước tới bộ dáng ngựa, dáng mùng kêu thằng con nhỏ đang ngủ trong đó dậy để đi theo mang phụ đồ. "Từ quá à, vậy đi soi với tía nè." Thằng nhỏ chừng 12 tuổi chỉ trở mình lăn qua một bên, rồi nó ú ớ chớ không có dậy nổi. Nam Tiễn kêu thêm mấy lần nữa nhưng thằng nhỏ vẫn không dậy, nó chỉ ậm ừ trả lời: "Con buồn ngủ quá à, dậy không nổi tía ơi." Ráng trả lời được nhiêu đó, rồi thằng nhỏ lăn ra ngủ tiếp. Nam Tiễn đập nó mấy cái rồi nói: "Mày dậy đi chung ra đem đồ phụ, chứ mình tía sao làm sể mày." "Tía cho con ngủ đi mà." Thấy nó không dậy nổi mà cứ năn nỉ, ông không nỡ kêu tiếp.
bởi cái thằng đang độ tuổi ăn tuổi lớn mà. Không kêu nữa, ông chỉ tặc lưỡi nói. Ôi thịt cay, cho nó ngủ đi, điền mình vậy. Than xong, ông đeo đục, khoác bị, rồi trùm cái áo lá buông lên người. Một tay ông cầm chĩa, tay kia cầm đèn. Bước ra khỏi nhà, khép hờ cửa lại. Đi đêm soi là thú vui, và cũng là cách để kiếm thêm chút đỉnh, nên dân miệt này thường hay đi. Khi thì một mình, lúc thì ba bốn người cùng rủ nhau đi chung, để vừa vui vừa đỡ sợ ma. Mỗi khi đi đông người như vậy thì mấy người họ thường lội tuốt vô trong phía rạch hàng bần hoặc đồng cây khô. Tuy mấy nơi này khá xa, lại rất vắng vẻ, nhưng được cái tôm cá ở đây nhiều vô số. Chỉ ngặt một nỗi là nghe đâu ma quỷ khúc này hay hiện lên hù nhát dữ lắm. Có lúc thì hiện ra đứa con nít còn đỏ hỏn, nằm ngửa trên bờ ruộng hay mặt nước, khóc oe oe. Lúc thì không rõ từ đâu rớt xuống một cặp tay chân, sau đó là thân mình, cuối cùng là tới cái đầu. Nó ráp vô, khi thì y chang một người, bước đi lững thững chân không chạm đất. Khi ít lần nó ráp ngược, kế tiếp nhảy tưng tưng như cái xác cứng đờ. Cái lưỡi thì dài thòn tới tận bụng. Có lúc cái lưỡi đó màu xanh lè, đông đưa qua lại theo mỗi cú nhảy. Khi thì cái lưỡi tím ngắt, ướt nhẹp, đánh qua đánh lại nghe sành sạch để nhát mọi người. Mấy lúc chỉ có hai người đi với nhau, nhất là mấy anh mấy bà yếu bóng vía lội tới chốn này thì thường gặp. Có nhiều bà thấy xong chạy trối chết, té lên té xuống trên bờ đắp. Có bà do sợ quá cứ lội lòng vòng trong ruộng hoài mà không thấy đường lên. Có người thậm chí vì sợ quá xỉu luôn tại chỗ rồi về bệnh ly bì. Bởi vậy bữa nay đi một mình, cho nên Năm Tiễn không dạy gì lội vô trong đó. Đi lòng vòng quanh mấy bờ ruộng của chú Năm Quýt cũng dư sức cho ông soi ếch. Năm Tiễn tay cầm đèn khí đá, tay cầm cây chĩa, bước thấp bước cao trên bờ kênh soi tìm mấy con ếch. Trong lòng thầm nghĩ, cần bữa lớn vậy lại kéo dài từ chạng vạng tới giờ, cho nên bọn ếch rủ nhau bắt cặp nhảy hết lên bờ, nằm như sắp lớp đợi bác ra tay hay sao. Đúng như điều Năm Tiễn nghĩ, vì chỉ mới ra khỏi nhà có một chút xíu đã chụp đầy đục ếch, con nào con nấy bự chả bá luôn, nhìn thiệt đã con mắt hết sức. Năm Tiễn dừng lại, trút hết mớ ếch vừa bắt được trong đục vô cái bị đeo bên hông. Ông xoa tay nói một mình, ôi đỡ thiệt chứ, giờ chịu khó lội vô mấy đám ruộng của chú Hương Giáo Muôn bắt hồi nữa chắc là đầy bị. Nói xong đi riết tới một đội nữa rồi quẹo vô đám ruộng của chú Hương Giáo. Trên đường đi cũng không quên đưa đèn ngó coi có con ếch nào đang bắt cặp không. Đoạn đường này khá ngắn và hẹp nên chỉ có được một hai con thôi, còn trong bờ đắp ruộng của chú Hương Giáo thì khác, bởi nó rộng chắc chắn sẽ nhiều ếch nhảy lên đó. Lúc đi gần chòi lá trên ruộng nhà chị Mười, Năm Tiễn ngó qua coi chị em Tư Hồng Bảy Tâm có đi bắt tép không, vì giờ này hai chị em nó cũng hay ra dợp gió. Nhưng nhìn không thấy, Năm Tiễn chép miệng, chắc này mưa dữ quá, kìa em nó ở nhà ngủ rồi. Nói xong Năm Tiễn tiếp tục đi vô trong. Quả thật ông Năm tính không trật. Trên bờ ruộng từng cặp ếch nằm như được xếp sẵn, khiến cho ông bắt mê tay. Chẳng mấy chốc đã đầy đục. Dừng lại rút vô bị, vừa cột miệng bị lại thì có trước mặt có bóng một đứa nhỏ, dốc dáng cũng cỡ chừng thằng Quá. Thằng nhỏ kia đang ngồi một đống thù lù ở trên bờ ruộng. Năm Tiễn bước tới gần một chút, rồi với ánh sáng của cây đèn khí đá thấy thằng nhỏ trùm tấm lá buông, gục đầu vô hai cái gối mà ngủ. Ông Năm khá ngạc nhiên, tự hỏi, không biết con cái nhà ai, trời mưa vậy mà ngồi ngủ mình trên bờ ruộng. Do tò mò, ông bước lại gần thêm một chút, rồi tặng hắn mấy tiếng lớn như có ý kêu thằng nhỏ. Nghe tiếng người, thằng nhỏ giật mình ngước lên ngó. Năm Tiễn thấy mặt nó lạ quắc, hổng nhận ra là con cháu của ai trong xóm.
lấy làm ngạc nhiên, cho nên ông hỏi: Nhỏ, mày con ai sao giờ này mày ngồi đây vậy? Thằng nhỏ ngước lên không trả lời, đưa hai tay chỉ về hướng trước mặt. Năm Tiễn ngó theo tai nó, thấy phía xa có ánh đèn vàng chập chờn, khi khuất khi lộ. Ông độ chừng chắc nó đi theo ai đó đi soi, cho nên ông nói: Mày đi với ai? Với tía mày hả? Sao không đi tiếp ổng mà ngồi đây mình vậy? Thằng nhỏ lý nhí đáp, giọng điệu nhựa nhựa của kẻ đang buồn ngủ: Con buồn ngủ á, tính ngồi đây đợi ổng cũng đặng. Chà, mày coi bộ cũng dạng dữ hả? Ngồi đây mình ên, không sợ ma hả? Thằng nhỏ không trả lời mà chỉ gật đầu, tỏ ý nó không sợ. Thế vậy Năm Tiễn liền lấy cái bị đeo bên hông ra, để xuống sát bên thằng nhỏ rồi nói: Nhỏ à, thôi sáng mày ngồi đây á, mày coi chừng giùm tao cái bị ếch này ngang. Tao đi bắt một hồi nữa, khỏi đeo theo bị, nó lòn toàn khó đi quá à. Được không con? Thằng nhỏ không nói không rằng, chỉ gật đầu ra dấu nhận lời. Thế vậy ông Năm mừng thầm, vừa dậm bước đi vừa nói lại: Cảm ơn mày trước ngang, coi chừng á, đừng có để ếch nhả ra giùm tao nha con. Thằng nhỏ lạ mặt, nó chỉ gật đầu chứ không có trả lời. Năm Tiễn cũng lấy làm lạ bởi sự ít nói của nó, nhưng thôi kệ, nó không nói cũng chẳng hề gì, miễn nó có ngồi đó là yên trí đi soi tiếp. Bởi dù gì thì cũng có thêm người làm cho ông vững dạ hơn. Thêm phần không phải đeo theo cái bị, nó đỡ vướng víu, bắt mấy con ếch cũng tiện hơn. Sau đó Năm Tiễn lội đi. Một hồi thấy có hơi mỏi chân, mà đục ếch cũng đã gần đầy. Năm Tiễn tính trong bụng quay lại chỗ cũ, nhưng chưa kịp đi thì từ phía trong rạch, cách đó chừng mấy chục thước, chợt vọng lên hai tiếng hì hì. Mới nghe thì bác Năm tưởng có người đi soi hay bắt cá phía bên đó lên tiếng, báo sự có mặt của mình cho bạn phía sau. Nhưng làm như không phải, bởi nó giống tiếng rên yếu ớt của người bệnh, chứ không mạnh mẽ như người bình thường. Ông hơi chột dạ băn khoăn, suy nghĩ không hiểu đó là cái giống gì, cho nên ông giáo giác nhìn xung quanh. Và tức thời lúc đó, dưới ánh sáng của cây đèn khí đá, ông thấy một đám 8-9 con chuột đồng bự bằng bắp chân người lớn đang xẻ nước ở đám ruộng gần chỗ của ông đứng, ào ào lướt tới. Tụi nó dương những đôi mắt tì hí đỏ rực nhìn chằm chằm vô ông. Dù là dân miệt ruộng, quen với việc soi ếch bắt chuột, nhưng hiện tại ông vẫn không khỏi giật mình vì kích cỡ quá bự cùng số lượng khá nhiều của đám chuột này, nhất là sự táo tợn của bọn chúng. Tuy vậy, nắm chắc cây chĩa trong tay và nhắm vào con lớn nhất lội phía trước đàn, đâm một cái thiệt lẹ xuống. Nhưng con chuột nọ lanh lẹ lách khỏi, cùng cả bọn ráp vô, kêu lên chít chít một lượt, giống như tiếng cười dẻo. Rồi chúng hè nhau chúi mình, lặn xuống mặt nước mất tâm. Chưa hết ngạc nhiên về chuyện mấy con chuột lạ lùng, thì từ trên bờ đắp, cách đó chừng vài thước, vang lên tiếng ngao ngao nho nhỏ của con mèo, khiến cho bác Năm chân hững. Y chàng đét ơi, mưa gió ướt át như vậy, mèo ở đâu vậy ta? Vừa lúc đó thì hai con mèo, một trắng một đen, phóng lẹ tới. Ông Năm vội cầm cây chĩa quơ lên đuổi, nhưng bọn mèo vẫn tiến sát bên, rồi nhè hai bên chân ông mà nó nhào vô, vẫn đứng đuôi bước tới bước lui cọ mình. Thân thể của tụi nó ướt át lạnh ngắt như đồng, làm cho ông Năm Tiễn muốn rợn cả tóc gáy. Mà càng lạ hơn, tụi mèo ướt thì luôn chèm nhẹp chứ, còn bộ lông hai con mèo này lại cứng ngắt như hai cái bàn chải sắt, đâm vô cặp giò đau điếng, khiến cho ông Năm nãy giờ quơ cây chĩa đập cho mỗi con một cái, hai con cùng ré lên một tiếng thiệt lớn, rồi đồng loạt uống mình phóng xuống mặt ruộng biến mất. Và chỉ một chút sau, từ giữa ruộng bỗng vang lên tiếng ngạo ngạo
không khác gì tiếng khóc đêm của con nít, nghe thiệt ớn ốc quá trời. Thấy chuyện xảy ra từ nãy giờ có vẻ như không bình thường, vì vậy ông liền quay lẹ lại để đi về. Nhưng mới đi được chừng mười mấy bước thì nghe như có tiếng chân lội bì bõm ở sau lưng. Năm Tiễn quay đầu ngó lại thì không nghe thấy gì nữa. Nhưng khi tiếp tục đi thêm mấy bước, lại nghe phía sau lưng dẫn tiếng lội bám theo. Ông Năm bây giờ trong lòng có chút sợ hãi, thầm nghĩ không lẽ mình đương bị ma nhát. Nghĩ vậy, ông càng bươn bả đi riết về. Nào dè không hiểu do quýnh quán hay vì cớ sự gì nữa, nên thay vì quay ngược lại để ra ngoài lộ để về, thì đằng này ông lại đi xuôi vô cái phía rạch hàng bần cả mấy chục thước. Ông Năm thấy từ trong mấy bụi ô rô sát mép rạch nước trước mặt bỗng giọt lên ba bốn cái bóng đèn bự cỡ trứng ngỗng, cái xanh, cái đỏ, cái vàng bay qua lượn lại, khiến cho ông hết hồn, sợ tới ruột gan muốn trào hết lên họng, quýnh quán quay ngược lại nhắm hướng ngoại lộ mà chạy cho lẹ. Ông cố hết sức chạy trối chết ra ngoài thì sau lưng hàng loạt tiếng mèo kêu chuột rút thì nhào vang lên, dường như tụi nó hè nhau rượt sát theo sau lưng, khiến cho ông Năm càng sải chân bước thiệt lẹ. Đang quýnh quán, ông Năm dấp chân một cái té chúi nhũi về phía trước, đè lên một đống gì mềm xèo. Rồi dưới ánh sáng của cây đèn khí đá, hồn vía của ông muốn bay hết khi thấy mình nhào lên mình đứa con nít mới đẻ còn đỏ hỏn. Giờ đứng lên thì đứa nhỏ há cái miệng rộng ngoác cỡ cái chén ăn cơm, cất tiếng khóc oa oa vang dội cả khúc đồng trống. Ông Năm gần quýnh quán đứng lên thì trời thần ơi, ngay trên bờ đắp trước mặt không phải chỉ có một hài nhi đỏ hỏn mà còn thêm ba bốn đứa lớn đứa nhỏ khác nữa. Có đứa nằm sấp, đứa nằm ngửa, cũng có đứa ngồi dậy đưa hai tay dài thòn về phía ông Năm, cái miệng thì la lên đòi ẵm đòi bồng. Tiếng của tụi nó la lanh lảnh âm vang giữa đêm khuya, chỉ nghe thôi mà nổi da gà có cục. Ông Năm lạnh ngắt xương sống và cả chân tay, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Tới lúc này ông đã biết chắc rằng mấy con ma trong trạch đang ráp nhau nhát mình, nên không còn nghĩ ngợi gì nữa ngoài việc co giò phóng lẹ về hướng lộ cái. Phía sau lưng tiếng con nít khóc rồi tiếng cười rộn lên một lượt như muốn rượt theo chân, khiến cho ông càng quýnh quán. Ông vừa chạy vừa té lên té xuống mấy bận, mình mẩy đầu cổ ướt nhẹp dính đầy sình bùn. Khoảng một hồi lâu sau, ông Năm Tiễn cũng thoát được tới cái chỗ hồi nãy gửi cái bị đựng ếch cho thằng nhỏ lạ mặt. Thấy nó còn ngồi nguyên đó, đầu cúi xuống như đang ngủ gục, khiến cho ông Năm lúc đó mới thấy yên lòng, thở ra một hơi. Dù gì thì bây giờ cũng có thêm người nên đỡ sợ, ráng lấy bình tĩnh mỉm cười rồi lên tiếng hỏi. Nè nhỏ, ngủ gục hả? Ráng thức dậy đi, chắc mày ngủ kiểu đó gặp mưa dễ nhiễm lạnh bệnh đó. Vừa nói, ông vừa bước lại mở miệng bị tính trút ếch trong đục ra thì phát hiện trong bị không còn con nào. Quá ngạc nhiên, ông dở bị lên coi có lủng lỗ nào không, mà cả mấy ký ếch không còn sót một con. Cái bị vẫn y nguyên không rách, không có lủng chỗ nào. Còn miệng thì hồi nãy chính ông đã mở ra, chứ nào mở sẵn mà ếch nhảy đi. Thế vậy ông buộc miệng hỏi. Nè nhỏ à, hồi nãy giờ đó mày có trút ếch của tao không? Thằng nhỏ lắc đầu tỏ ý không có. Ông Năm Tiễn thấy nó không trả lời mà chỉ lắc đầu, khiến cho ông hơi nổi nóng. Vậy chứ mày không trút thì ai vô đây? Không lẽ ma nó ăn hả? Nghe tới đó, thằng nhỏ bỗng gật đầu mạnh, rồi nó ngước lên nhìn ông. Thì tôi ăn nè, chứ mà cỏ nào vô đây? Nói xong cái miệng nó hả thiệt lớn. Dưới ánh sáng của cây đèn khí đá mà lại đứng sát bên nó, ông Năm Tiễn thấy thiệt rõ cái mặt của thằng nhỏ. Nó bự dần dần mà trắng bệch, không khác gì thằng chết trôi.
hai con mắt nó đen thùi, chỉ có tròng đen chứ không có tròng trắng đâu hết. Còn cái miệng há ra đỏ lồm, máu đang nhễu ra tông tổng. Nó nắm con ếch đưa lên họng nhai chóp chép, mặc cho chân sau ếch còn lẫy bẫy chòi đạp. Thấy vậy, ông Năm không còn hồn vía phụ thể gì ráo, chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, quăng cả cây đèn cùng cây chĩa vô mình thằng nhỏ, rồi bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy, ông vừa la làng chỏi lõi sùm, cứ trước mặt mà bương bừa tới. Không kể trên bờ hay dưới ruộng, thí mặt cho mấy bụi cỏ lát gai gốc ô rô nó quét trúng giò, ông cũng không thấy đau, cứ theo quán tính nhắm hướng trước mặt mà chạy. Tiếng cười của thằng nhỏ đang rượt theo sát đằng sau lưng. Rồi mấy cái cục lửa xanh lè đỏ lợm nãy giờ mất tiêu, bây giờ cũng hiện ra, bay sát lại hai bên, nó chớp tắt liên hồi như để hộ tống. Điều này khiến cho ông Năm càng quýnh quán, dấp té lên té xuống không biết bao nhiêu bận, mình mấy đầu cổ bùn đất dính tùm lum. Ông cũng thay kệ nó, cứ như vậy đâm đầu chạy trối chết. Chạy một hồi thì đuối sức, té lăn ra mặt đường đắp. Cú té một cái quá mạng làm cho ông đau điến thấu mây xanh. Nhõm người ngồi dậy, thấy đã ra tới mé lộ mà cũng không nghe tiếng cười của con ma cùng mấy cục lửa rượt theo. Lúc này ông Năm mới hoàn hồn trở lại chút đỉnh, đứng dậy phủi mình phủi mẩy. Rồi nhìn tới nhìn lui để định hướng quay về nhà, thì từ xa có một bóng người xách đèn đi lần tới. Nhìn thấy, ông Năm mừng thầm trong bụng, vì có người đang đi soi ếch như mình thì yên tâm hơn. Bởi biết đâu con ma hồi nãy nó còn quanh quất đâu đó, rủi nó bất thình lình nhảy ra mà há họng để nhát ông thì sao. Bây giờ có thêm người thì đỡ ngán một chút. Người đàn ông kia mặc bộ đồ trắng tinh, cầm theo bộ đồ nghề đi soi ếch. Đi tới gần, anh ta lên tiếng: "Gặp cái giống gì mà anh la làng dữ vậy hả anh Năm Tiễn?" Ông Năm lúc đầu mới nhìn thấy mặt người đó có vẻ hơi lạ, với lại ai đi soi ếch mà mặc nguyên bộ đồ trắng tinh như vậy, lỡ dính sình lầy thì giặt sao ra. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu, bởi khi nghe người đàn ông nọ hỏi trúng tên mình, ông Năm mừng rơn ở trong bụng, bởi người này chắc là quen nên mới biết đích xác tên của ông mà thôi. Dù chưa kịp nhận ra người kia là ai, ông cũng đã yên lòng, nhưng vẫn chưa hết lo sợ chuyện khi nãy nên ráng lắp bắp trả lời: Tôi gặp ma, nó nhát tôi. Trời ơi, sợ muốn chết luôn à. Chú làm ơn chú đưa tôi về với, tôi sợ còn đi không nổi nè." Người kia bước lại gần rồi hỏi: "Anh gặp ma hả? Mà con ma đó nó nhát anh sao vậy anh Năm?" Ông Năm run run đưa tay chỉ về hướng ruộng chú Hương giáo muôn, lắp bắp nói: Thằng nhỏ ở đằng kia kìa, không biết nó là con cái nhà ai nữa, mà hồi nãy nó ăn ếch sống rồi há miệng cái, trời ơi, cái miệng nó máu me đỏ lộ mà, trời ơi, nó nhát tôi làm tôi sợ muốn chết luôn vậy đó." Người đàn ông nọ nói tỉnh queo: Thằng đó con tôi, phải cái mặt nó giống y vậy không?" Vừa nói, người nọ liền đưa cao cây đèn khí đá lên. Nghe nói vậy, ông Năm Tiễn dòm qua: "Trời đất ơi, cái mặt cũng trắng bệch, chần dần giống hệt thằng trỏng chết trôi, đứng sát một bên." Khiến cho ông Năm Tiễn sợ quá, không chạy nổi nữa, chỉ kịp la lên một tiếng "ma", rồi té ngang chết giấc tại chỗ. Cho tới tờ mờ sáng hôm sau, nhờ có nhóm người Ba Dư, Năm Khỏe, Sáu Dung đang cười nói vác cuốc ra ruộng. Chợt Sáu Dung nhìn thấy một đống thù lù ở phía trước mặt, bèn la lên: "Ý trời đất ơi, cái gì mà thù lù một đống đằng trước, nhìn thấy ghê vậy kìa anh Ba anh Năm." Năm Khỏe và Ba Dư đang lo nói chuyện cho nên chưa nhìn thấy phía trước có cái đống đen thùi nằm chình ình. Giờ nghe Sáu Dung nói vậy thì lật đật nhìn.
Bà Dư trước đây rất gàn và không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng sau khi bị nhát một trận tơi bời, lúc lẻn vô nhà Hương Hào Đường coi ma, đến bây giờ không chỉ tin trên đời có ma, mà giờ đây có phần hơi nhát gan mỗi khi nhắc đến mấy chuyện ma quỷ. Lúc nhìn thấy cái bóng đen thui, lập tức anh liên tưởng đến chuyện ma quỷ nhát người, liền nói: "Chàng ơi, không lẽ mà hiện ra nhắc anh em mình nữa hả?" Sáu Dung thì tính xưa giờ vốn nhát sẵn rồi, sau chập bị ma dẫn thì càng nhát hơn. Vốn lúc mới nhìn anh đã liên tưởng tới chuyện ma quỷ, nhưng còn chưa dám nhắc tới chữ ma. Bây giờ thì Ba Dư đã lên tiếng, anh cũng thấy lạnh lạnh xương sống. Vậy ma thiệt hả anh ba? Ba Dư chưa dám xác định có phải là ma hay không thì Năm Khỏe nheo mắt nhìn từ nãy giờ, chợt lên tiếng: "Hình như đâu có phải ma quỷ gì đâu, tôi thấy giống ai đang nằm á thì phải." Sáu Dung ngó thêm lần nữa: "Ai đâu mà nằm ngoài đường ngoài sáng vậy nè anh Năm?" "Tôi cũng không biết nữa, thôi mình cứ đi lại đó coi làm sao." Bà vừa nghe nói vậy cũng tán thành: "Mình có ba người đó mà trời cũng gần sáng rồi còn sợ gì, cứ tới coi đại coi làm sao." Nói rồi Năm Khỏe bước trước, Sáu Dung và Ba Dư cũng đi theo phía sau. Đi gần đến nơi thì họ thấy nằm trên mặt đất hình như là một người đàn ông. Năm Khỏe vừa đi vừa nói: "Hình như ông nào nằm thì phải đó, sao thấy cái tướng quen quen vậy trời?" Cả ba người vừa tới nơi, Năm Khỏe ngồi xuống lật người đó qua một bên coi là ai, mà sao nằm thừ lừ một đống giữa đường như vậy. Vừa lật qua thì anh ta hoảng hồn la lên: "Ây trời đất ơi, anh Năm Tiễn đây mà." Lúc này Ba Dư và Sáu Dung cũng vừa nhận ra người quen nên vội áp lại lay gọi. Không thấy Năm Tiễn trả lời trả lãi nên Sáu Dung đưa ngón tay lên kiểm tra coi còn thở không. Anh thở vào nhẹ nhõm khi thấy Năm Tiễn vẫn còn hít thở bình thường. Ba người gọi thêm mấy lần nữa vẫn không thấy Năm Tiễn tỉnh lại nên bàn nhau cõng Năm Tiễn về nhà. Đoạn đường từ đó về tới nhà Năm Tiễn cũng không xa lắm. Đến nơi thấy nhà vẫn còn đóng cửa, Sáu Dung lớn tiếng gọi: "Chị Năm ơi, chị Năm, mở cửa lẹ 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 giùm chị Năm ơi." Người vợ Năm Tiễn đang nấu nồi cháo ở dưới bếp, tính sau khi cháo chín thì lên nhà trên gọi chồng dậy ăn. Vì đêm qua mưa lớn như vậy, thể nào ổng cũng đi soi ếch. Thức đêm đi soi mà sáng ra được cháo trắng nóng với một cái hộp vịt muối là ổng khoái nhất. Đang lùi cùi chuẩn bị nhấc nồi cháo xuống thì nghe trước cửa kêu réo sùm. Nghe vậy bắt Năm gái tự nói: "Chàng ơi, mới sáng sớm mà ai kêu réo sộm trước cửa vậy?" Nói xong vợ Năm Tiễn cũng nhanh chân đi ra mở cửa. Nghe thấy giọng kêu cửa quen quen, hình như tiếng của Sáu Dung, nên bắt Năm gái lên tiếng: Rồi nghe rồi, đang mở cửa nè, thằng Sáu Dung phải không?" "Dạ tôi Sáu Dung nè chị Năm, mở cửa lẹ lẹ chị ơi." Vừa mở cửa ra, bà bàng hoàng khi nhìn thấy trước cửa là Sáu Dung, Ba Dư, Năm Khỏe, mà trên vai đang cõng một người nào nữa. Thấy người kia có chút quen mắt cho nên bà hỏi: "Ủa sáng sớm mà mấy chú cõng ai qua đây vậy?" Năm Khỏe vừa bước vô vừa nói: "Trời, dạ anh Năm Tiễn chứ ai, tụi tôi thấy ảnh nằm ngoài bờ đắp nên cõng anh gì ở đây nè." Khi Năm Khỏe vừa bước lại gần thì bà đã nhận ra người trên vai chính là chồng mình. Sau vài giây đứng chết trân tại chỗ, bà mới hoàn hồn vội la lên: "Ôi thánh thần ơi, ổng bị sao vậy nè, nhanh nhanh mấy chú đặt ổng lên bộ dáng giùm tôi với." Bà Dư và Sáu Dung phụ Năm Khỏe cẩn thận đặt Năm Tiễn xuống giường. Bà Dư cất tiếng nói: "Anh Năm chắc chỉ xỉu thôi chứ không sao đâu, chị lấy chai dầu tôi cạo gió bôi dầu hồi ánh tỉnh hả?" Bà Năm Tiễn chạy vô trong tìm chai dầu, luôn tiện kêu mấy đứa con dậy ra ngoài coi tía bị sao. "Còn ba thằng Tư dậy mau lên, dậy ra trước coi tía bay bỉ gì mà chết giấc ở ngoài ruộng kia."
mai có mấy chú bày cống về nhà giùm đó. Hai người con đang lơ mơ ngủ, nghe vậy liền bật dậy chạy ra nhà trước, coi tía mình bị cái gì. Sau một lúc được cạo gió, thoa dầu, Năm Tiễn từ từ mở mắt. Thấy mình đang nằm trong nhà thì hết sức ngạc nhiên. Rồi bà Dư kể lại chuyện họ gặp Năm Tiễn xỉu ở ngoài đường, mới hè nhau cổng về. Sao Dùng thấy Năm Tiễn có vẻ lạnh và đói nên kêu con nhỏ gái. Con ba, nhà có cháo nóng hay là cái gì mà nóng nóng không? Mày múc cho tía bay ăn cho ấm cái bụng đi. Đứa con gái dạ một tiếng rồi chạy ra sau bếp. Chỉ chút xíu sau nó trở lên với tô cháo nóng trên tay. Đưa cho tía nó ăn, Năm khỏe nói. Anh hấp miếng cháo cho ấm bụng trước đi. Khỏe rồi kể lại cho tụi tôi nghe coi có chuyện gì. Năm Tiễn gật đầu, hấp hết tô cháo. Thấy trong người khỏe hơn một chút nên bắt đầu kể lại câu chuyện kinh hoàng mình gặp lúc khuya. Nghe xong chuyện thì ba Dư, Năm Khỏe, Sáu Dùng cũng cáo từ ra về, bởi họ còn phải vội về để ra ruộng. Mấy ngày sau thấy trời mưa lớn mà hết nhanh nên Năm Tiễn lật đật chuẩn bị đồ đạc để đi soi ếch. Bà vợ thấy vậy lên tiếng can. Ông mới khỏe lại được ít bữa đi soi ếch vậy, hay là nghỉ thêm ít bữa nữa đi. Cái bà này, tôi có đau ốm bệnh hoạn gì đâu, tôi khỏe re từ mấy ngày nay rồi nè. Nói xong ông quay qua gọi thằng con. Từ quá à, mày xong chưa? Đi với tía nè. Thằng con lấy cái đục cùng mấy cái bị cũng vừa xong. Rồi con xong hết rồi nè, giờ luôn đi tía. Nói xong hai cha con bước ra ngoài chuẩn bị cho buổi soi ếch đêm. Đêm này vẫn như thường lệ, khi trời vừa tối một chút, bảy tầm giác nguyên bộ gọng và cần gió nhỏ đã được xếp gọn lại. Tại bên kia xách thêm mấy cái đó tre và cái vợt, lưng đeo cái bọng lớn, bước ra ngoài để chuẩn bị đi bắt tép. Khi đang lục đục đóng cửa, giọng mẹ anh vang lên. Để cửa đó má ra đóng cho, bày đồ đạc lỉnh kỉnh là đóng gì. Dạ, vậy má ra đóng giùm tôi nghe, rồi vô nằm nghỉ cho khỏe. Đang bệnh đừng có ra ngoài, dễ trúng xương lắm á. Cái thằng này làm như tao còn nít hỏng bằng á. Mà thôi, bay ráng đi một mình đêm nay đêm mai nữa đi, là con tư chị bay nó về, có chị có em á đi chung cho đỡ buồn. Trời ơi, tôi đi mình cũng có sao đâu, để chị Tư ở nhà con Tám chơi hết bữa rồi ông Thắng hãy về. Nói xong bảy tâm rời nhà, bước lên con lộ đất đỏ lớn, tiến về phía miếng ruộng nhà anh ở trong rạch hàng bần để đặt gió bắt tôm bắt tép. Đêm nay trăng 16 lên từ sớm nên cả con đường làng sáng trưng, đi thiệt là thoải mái. Đến bờ đắp, anh quẹo vô hướng mấy miếng ruộng nhà mình, đặt mấy cái đó khúc ngoài, khúc trong anh thả gió xuống rồi rải mồi dụ tép vô ăn. Khi gần xong mọi việc, trời kéo mây đen chuyển mưa. Bảy tâm tranh thủ làm thiệt lẹ, xong xuôi mọi việc thì mưa đã rớt hột. Bảy tâm vô cái chòi lá cất giữa ruộng nằm nghỉ, vừa tránh mưa vừa tranh thủ chợp mắt một chút rồi trở ra thăm gió. Nằm một hồi quả nhiên ngủ rất ngon, bởi trời mát mẻ, tuy mưa khá lớn mà không có gió, cho nên cái chòi lá không có bị tạt. Lúc giật mình thức dậy thấy trời đã ngớt mưa, tiếng ếch nhái lại kêu ộp ạp vang khắp cả ruộng. Từ xa xa có ánh đèn của mấy người đi soi ếch, rồi một ánh đèn đi gần lại chỗ bảy tâm, che mắt nhìn cho đỡ chói thì nhận ra đó là bác Năm Tiễn cùng với thằng con là Tư Quá. Hai cha con họ đang đi gần tới cái chòi của anh đang ngồi. Bảy tâm lên tiếng chào. Bác Năm đi soi khá không? Năm Tiễn nay được bội thu, bởi hai cha con mới đi có chút xíu mà đã gần đầy cái bị rồi. Thấy bảy tâm chào thì vui vẻ lên tiếng. Ủa thằng bảy hả? Sao đây bay ngồi có một mình ên vậy? Ồ, còn ông Tư Hồng đâu? Vừa nói hai cha con bắt Năm Tiễn vừa đi lại cái chòi lá của bảy tâm. Anh thấy vậy nên mời. Bắt Năm với thằng Tư vô ngồi đi, nghỉ chừng chút cho đỡ mỏi rồi đi tiếp. Thằng con đeo đục đi phía sau cha nó,
Nghe bể tâm nói vậy cũng lên tiếng. Hai mình vô ngồi nghỉ chút đi té. Rồi nãy giờ được bổn ớt rồi đó. Sắp đầy bị rồi nè. Bắt Năm Tiễn vốn tính hôm nay tranh thủ về sớm, nhưng khi nghe thằng con nói vậy nên cũng chịu ý. Bởi thằng này đang tuổi ăn tuổi lớn, thành ra có chút làm biếng. Hai cho con Bắt Năm Tiễn bước vô, đặt cái bị chứa ớt xuống nền, còn bộ chĩa dựng vô vách chòi. Thấy cho con Bắt Năm vô, Bảy Tâm ngồi xích qua một bên, nhường chỗ cho hai người họ. Anh cất tiếng hỏi lại. Này bồi lớn chắc trúng hả Bắt Năm? Thằng Tư quá nhanh miệng, nó trả lời thay tía nó. Dạ, nay hên anh Bảy, tía con em mới đi có một hồi à, cậu bắt được quá trời luôn nè. Chà, này trúng lớn hả? Ừ, bay gọi đây. Rồi con Tư Hồng đâu tao không thấy. Dạ, chị Tư con mấy bữa nay ghé nhà con Tám á, trong đại học xá, ở chơi ít bữa rồi mới về. Ờ, vậy mấy ngày nay bay đi đặt gió con mình hả? Dạ, mấy nay con đi có mình ơn à. Chàng ơi, cực dữ đà. Bay gió về á, rồi còn gánh lên chợ bán nữa. Trời, đúng là thanh niên trai tráng có khác à. Chứ không như tụi già này. Thiệt á, thấy ngán. Nói xong, Bác Năm Tiễn rút bên hông ra chai rượu đế, hớp một ngụm. Thấy vậy Bảy Tâm chặt lưỡi. Chà, có sách theo chai đế nữa hả Bác Năm? Ờ, già cả rồi bây ơi. Đêm hôm mưa gió, làm chút rượu cho nó ấm bụng. Thằng con trai của Bác Năm Tiễn còn một bên, nghe tía mình nói như vậy, nó ngứa miệng chen vô. Chứ không phải cho đỡ sợ ma hả tía? Cái thằng này, này hai tía con điên vậy thì ma nào mà nhắc mà sợ. Nghe hai cha con Bắt Năm nhắc đến chuyện ma nhát, Bảy Tâm hiếu kỳ hỏi. Ủa, nói vậy là Bắt Năm bị ma nhát rồi hả? Thằng Tư quá lần nữa trả lời thay tía. Dạ đúng rồi anh Bảy, cách đây mấy ngày nè, tía em mới bị ma nhát một trận quá cỡ. Trời ơi, tưởng đâu là tiêu hết bóng vía rồi á. Bắt Năm quay qua nạt thằng con. Cái thằng này, mày nói bậy bạ, tao đập cho một cái chết tươi bây giờ. Là xong thằng con, Bắt Năm quay qua nhìn Bảy Tâm. À, thú thiệt không rồi, bác bị ma nhát một trận quá xa bậy. Mà chuyện đó bậy không biết gì sao? Dạ tôi có nghe gì đâu. Ủa mà chuyện là sao? Bắt Năm kể tôi nghe một cái. Năm Tiễn hấp thêm chút rượu nữa để lấy thêm can đảm, rồi bắt đầu kể lại chuyện của mình bị ma nhát hôm rồi. Nghe xong câu chuyện của Bác Năm Tiễn, Bảy Tâm cũng lắc đầu. Tụi ma quỷ quê mình sao mà nhiều quá, mà nhát thì thôi quá xá cỡ. Hai người ngồi thêm một lúc nữa, rồi hai cha con Năm Tiễn Tư Quá tiếp tục công việc của mình. Còn Bảy Tâm cũng ra thăm mấy cái đó và cái vó để bắt tép. Xong mọi việc, anh liền quay về nhà. Sau khi rửa tay rửa mặt xong thì cô Mười má của anh cũng đã rộng mớ tôm tép con mình vừa bắt được vô, để sáng sớm hôm sau đem lên chợ xóm chiếu bán. Lúc bước lên nhà thấy Bảy Tâm còn ngồi đó, cô Mười mới lên tiếng hỏi. Sao bây còn ngồi đó mà chưa chịu đi ngủ đi? Mời rồi thức không nổi nha. Dạ con ngồi lát con ngủ. Ờ, mà nãy ngoài ruộng á, gặp cha con Bắt Năm Tiễn đi soi ếch, ngồi đó dốc một hồi mới biết hổm á, ông bị ma nhát cho một trận tơi bời. Ờ, nãy Bắt Năm bày kể hả? Dạ, mà chuyện rùm beng vậy mà con không biết gì ráo trọi ta. Tại Bắt Năm bày bị ma nhát ngay cái bữa bay lên nhà thằng Hai Sảnh ở bên Khánh Hội đó. Có phải má nói cái bữa mà anh Hai bị đau bụng quằn quại, may mà con với chồng Tám ghé chơi chở qua bác sĩ Thuận không? Thì bữa đó đã chưa đâu, sau đó bay ở lợi và thằng Hai chơi ít ngày thì ở đây á, Bắt Năm bay bị nhát đó. Ra là vậy. Ủa mà sao má rành chuyện này dữ vậy? Ừ thì ngày hôm sau tao ghé nhà Bắt Năm bay con chút chuyện, nghe thím Năm kể lợi, tao thấy ổng bị nhát gần cái chỗ chị em bay hay bắt tép đó, nên lo bay sợ, nên tao giấu luôn.
Dì đâu có dám kể cho đứa nào hay đâu. Hai mẹ con nói thêm vài câu nữa thì Bảy Tâm chợt nhớ ra mẹ mình còn đang bệnh nên nói: Thôi má chưa có khỏe, đi ngủ sớm lấy sức đi. Sớm mời tôi gánh tép lên chợ một mình được rồi, má đừng đi. Ít bữa thiệt khỏe rồi hãy đi nghe. Cô Mười nghe thằng con nói vậy nên đồng ý, rồi hai má con mạnh ai nấy đi ngủ. Đang ngủ, Bảy Tâm giật mình mở mắt ra, hoảng hốt khi thấy trời đã sáng trắng. Anh vội bước xuống bộ dáng ngựa, xỏ chân vô đôi guốc dông đi ra đằng sau sàn nước, trút đám tôm rộng hồi đầu hôm vào mấy cái tràng rồi cất vào giống, đặt vội lên vai gánh đi mà quên cả việc súc miệng rửa mặt. Ngoài đường đã sáng hẳn khiến cho Bảy Tâm sải bước thật nhanh. Anh sợ lỡ buổi chợ, vì từ nhà tới chợ xóm Chiếu phải hơn 8 cây số, đi bộ mà còn gánh nặng thì phải hơn 1 tiếng mới tới nơi. Do ngủ quên nên bây giờ mới dậy, thấy trời đã sáng rõ như vậy thì ít gì cũng gần 5 giờ sáng. Bảy Tâm chép miệng than: Chàng ơi, cái điều này cầu 7 giờ mình tới chợ, trễ dữ. Anh bước vội như chạy, vì tới chợ càng sớm càng dễ có bạn hàng, và tôm thì lại có giá. Trễ một chút khó đủ mọi chuyện. Mấy bà ngồi trên sạp mua được hàng trước rồi, họ sẽ trả giá rẻ mạt. Nếu không bán cho họ, ngồi mà bán lẻ thì tới trưa không biết hết số tôm này không. Mọi lần cứ tới chừng 4 giờ thì má anh thức giấc kêu anh dậy, rồi má gánh một gánh, còn một gánh cùng đi bán. Nên trên đường đi có hai má con trò chuyện vừa vui vừa đúng giờ, không bị trễ. Nhưng do chiều hai ngày trước má anh bị trúng nước sanh bệnh nên phải nghỉ ở nhà, bởi vậy bữa nay không có má kêu dậy, thành ra anh ngủ quên tuốt tới sáng bét. Nghĩ vậy cho nên Bảy Tâm lo cắm đầu bước đi thật nhanh, không có để ý gì xung quanh. Đi một đổi dài nữa đã nghe thấm mệt nên giảm tốc độ lại một chút, chứ không dám ngừng nghỉ. Lúc này anh mới dám nhìn chung quanh và hơi ngạc nhiên khi thấy trời đã sáng rõ mặt mà sao trên đường lại quá vắng. Nãy giờ đi cả nửa tiếng đồng hồ mà chưa gặp một người nào. Anh tự nghĩ bụng: Chắc trễ quá cho nên mấy người đem tôm cá lên chợ như mình đều đi hết rồi. Mà không chừng họ tới chợ sớm Chiếu rồi cũng nên. Nghĩ vậy nên anh càng nóng lòng. Anh xốc lại cánh tôm rồi tiếp tục rảo bước. Vừa qua khỏi cầu Miếu một khúc, Bảy Tâm chợt cảm thấy gánh tôm của mình hình như nặng hơn hồi nãy giờ. Ráng đi thêm một chút nữa, càng thấy ở phía sau gánh tôm của mình càng lúc càng nặng, tựa như có người đang trì kéo. Tuy vậy Bảy Tâm lại cho rằng do nãy giờ mình đi lẹ quá nên mất sức mới cảm thấy gánh tôm bị nặng vậy thôi. Nghĩ vậy cho nên anh nói thầm: Trễ thì cũng lỡ trễ rồi, nghỉ chút cho khỏe rồi đi tiếp. Cho đi cái kiểu này, có tới chợ thì cũng mệt đứt hơi, sao ngồi bán nổi. Tính vậy cho nên anh dừng lại, đặt gánh tôm xuống bên lề đường ngồi nghỉ. Vừa đặt gánh xuống, Bảy Tâm thấy hình như có một cái bóng trắng từ mấy cái tràng ở phía sau thoát ra rồi biến mất liền. Dù có chút ngờ ngợ bởi có cái gì đó hơi khác thường, nhưng anh lại cho rằng do mình mệt quá khiến mắt bị hoa lên, chứ làm gì có cái gì lạ đâu. Có lạ chăng là chỉ một mình anh trên đường. Thay vì giờ này dù mấy người gánh cá tôm đi bán như anh đã đi đến hết chợ, thì ít ra những người đi làm đồng đi cấy cũng phải thấy chứ. Ai đợi mà cánh đồng không mong quạnh như bây giờ. Anh ngó tới ngó lui, đúng là không có một bóng người nào ở trên đường hay là trên đồng cả. Hình như mọi người còn đang say ngủ. Anh buột miệng: Thiên địa ơi, hay là còn khuya lơ khuya lắc, chứ sáng cái nỗi gì. Nghĩ vậy anh ngước lên nhìn trời, thì thánh thần ơi, trăng 16 mới xếp về hướng Tây một chút. Như vậy giờ này nhiều lắm là 1-2 giờ khuya, chứ nào đã sáng như nãy giờ anh tưởng. Bởi hồi nãy khi mình thức dậy rồi ba chớp ba nháng thấy trời sáng trắng là do ánh trăng 16. Vậy mà do sơ ý
anh tưởng rằng trời sáng thiệt nên hấp tấp lo đi thật nhanh, không kịp dòm kỹ, thành ra mới gặp cớ sự này. Thiệt là bất nhân hết sức. Anh tính quay về lại, nhưng nhắm chừng nãy giờ mình đi đã gần nửa đường rồi, mà quay lại thì cũng nghiệt. Bởi vậy bây giờ cứ thủng thẳng mà đi có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu mình tới bến đò sớm, chưa có đò, thì kiếm đại chỗ nào chập mắt một chút, có sao đâu. Ngồi nghỉ một hồi, gió khuya mát lạnh khiến cho Bảy Tâm mau chóng thấy người khỏe khoắn lại. Liền đứng dậy, quẩy giống tôm lên vai rồi bước đi. Lần này thì bước đi thông thường, chứ không gấp rút như hồi nãy. Trên con đường đất thẳng tắp, dưới ánh trăng sáng vàng vặc của ngày 16, cây cầu rạch đĩa xuất hiện ở xa xa. Bảy Tâm thầm nghĩ, chà, mới đó đã được nửa đường rồi. Giờ khi đó, bỗng nghe tiếng sột soạt vang lên ở phía sau lưng. Anh vội quay đầu lại nhìn, thì cách chừng 8-9 thước, một bóng đen lù lù như người ngồi bệt lết theo. Kế đó là nó cất tiếng rên hừ hừ như có ý hù nhát. Mà hễ Bảy Tâm bước chậm thì nó lết theo chậm, đi lẹ thì nó lết theo lẹ. Tức mình, anh đi chậm lại, cố ý đợi nó tới gần bên, quất cho nó một cây. Do lúc nào anh cũng chống theo cây tầm dông bằng bắp tay để làm gậy, trước là để giữ thăng bằng, vì đường đắp đất, hễ gặp trời mưa thì rất trơn trượt, sau là đề phòng chuyện bất ngờ. Nhưng không như dự tính của anh, cái bóng đèn lết theo cũng chậm lại, và nó cũng dừng lại hẳn. Khi đằng trước Bảy Tâm ngừng bước, do cố ý đợi nó lết tới là ra tay. Bởi trước đây anh cũng có nghe người chòm xóm đồn về con ma lết này như sau. Hồi đó ở khúc đường này thường có một ông già ăn mày què giò, không rõ người ở xứ nào tới, thường lết đi xin ăn. Cho tới một bữa nọ, lết tới khúc này thì bị xe nhà bên Tây nó cán chết, rồi chiếc xe đó bỏ chạy luôn, mặc cho cái thây đầy máu me nọ nằm một đống trên đường. Chòm xóm ở đó thấy tội nghiệp nên ráp lại đem thây của ông già ăn mày xuống lề đường chôn cất tử tế. Nhưng rồi sau đó, không biết vì oan uổng uất ức lẽ gì mà thường hiện lên nhát người qua lại. Cứ hễ 8-9 giờ đêm, đi một hai người tới khúc này, thường bị một cái bóng đen thui ngồi dưới đất lết sồng sộc theo, cùng tiếng rên hì hì, lúc lớn lúc nhỏ. Khi thì nó lết sột soạt ở đằng sau, lúc thì bóng con ma nọ đen thui một đống chèn vô giữa hai người, cất tiếng rên hừ hừ, rồi ngửa tai đưa lên như muốn xin xỏ cái gì. Tuy nó chỉ nhát cỡ đó, nhưng người nào mà yếu bóng vía thường la làng bài hải bỏ chạy thục mạng. Còn con ma lết nọ liền cất tiếng cười lên ồ ồ, mà nó lết lẹ rượt theo một hồi, chừng nào qua khỏi khúc đó thì mới hết. Đứng đợi một lúc, thấy ma lết không theo nữa, Bảy Tâm tiếp tục bước. Tiếng sột soạt cùng tiếng rên đáng ghét kia nhanh chóng rượt theo. Tuy rất bực bội nhưng cũng chưa biết phải đối phó với con ma này ra sao, nên anh đành đi thiệt lẹ, với mục đích là nó lết theo không kịp, hay là qua khỏi khu vực của nó thì con ma lết đó không quấy nhiễu anh nữa. Cũng may mới đi thêm mấy bước thì bất ngờ tiếng hực của con chó vang lên ở sau lưng, khiến cho anh quay đầu lại nhìn. Từ đằng xa, một con chó đen to lớn chạy tới lao mạnh vào cái bóng con ma lết, khiến con ma lết la lên một tiếng nho nhỏ rồi lập tức biến mất. Khi đã làm cho bóng ma nọ biến mất, con chó tiếp tục chạy tới trước, rồi ngang qua chỗ Bảy Tâm. Sau đó nó đi lững thững chậm chậm trước mặt, cách anh chừng 9-10 bước. Dù không sợ ma lắm, nhưng nãy giờ cứ bị ma lết theo nhát làm phiền, khiến cho Bảy Tâm vừa khó chịu vừa ớn lạnh. Bây giờ đã cảm thấy vững dạ hơn. Khi có con chó mực không biết từ đâu chạy tới rồi đi phía trước mặt, nó như một cứu tinh cho anh,
Bởi Bảy Tâm thường nghe mấy ông già bà cả nói tụi ma có tật sợ chó, mà nhất là chó mực. Vậy thì bây giờ trước mặt con chó mực lớn dành dàng đang lon ton chạy trước, thì ma cỏ nào dám sáp lại gần mà nhát. Vì vậy Bảy Tâm không còn nghi ngại gì nữa, nên cứ yên trí quẩy gánh thủng thỉnh đi. Con chó chạy tới trước đầu cầu rạch đìa rồi dừng lại như có ý chờ anh. Bảy Tâm từ từ gánh tôm đi tới, thì trời đất thánh thần ơi, con chó kia không bự lên từ từ cỡ chừng bằng con ngé. Rồi khi anh cách nó chưa tới ba thước, nó bỗng lớn hơn con trâu cổ. Nó đứng chắn ngang đầu cầu, làm Bảy Tâm hết dám bước tới nữa. Anh còn đang phân vân chưa biết tính sao, thì con chó bỗng hực lên một tiếng lớn không thua gì tiếng trâu rống, bước gần tới lan can cầu, co giò phóng xuống sông. Nó làm cho Bảy Tâm giật mình la lên một tiếng. Anh đinh ninh ở trong đầu, sau khi con chó phóng xuống nước sẽ có một tiếng thiệt lớn, nước vàng tung tóe khắp nơi. Nhưng không phải vậy, mà chỉ là một tiếng tõm nhỏ xíu, nghe như tiếng rớt của một viên sỏi. Tới lúc đó anh biết chắc chắn mình hết bị ma lết chọc ghẹo thì lại bị ma chó nhát. Nhưng dẫu sao cũng phải đi tới, chứ không lẽ quay ngược lại để gặp con ma lết hồi nãy. Thôi dù sao cũng lỡ rồi, cứ mạnh dạn bước lên cầu đi tới. Khi Bảy Tâm đi ngang giữa cầu thì từ dưới dạ cầu một loạt tiếng động lạ lại vang lên, giống tiếng rên của người bệnh, nhưng nghe âm u lạnh lẽo khác thường. Tiếng rên này khiến cho người giống có chút gan dạ như Bảy Tâm cũng lạnh xương sống, nổi hết da gà. Dẫu anh cũng biết mình đang bị ma trêu chọc, vậy mà không sao tránh khỏi giật mình một cái, để rồi thầm trách bản thân. Thiệt tình đó chứ, ai biểu sấn sờ sấn sát, hỏng dầm trước sao, nên đi trong cái giờ linh của họ. Nhưng mà bây giờ nếu có bỏ chạy thì càng khiến tụi ma nó mừng thêm, nhát nữa. Vậy thôi, tàu gì phải ấn tụi nó, lỡ rồi tới luôn. Nghĩ vậy cho nên anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt gánh tôm xuống mặt cầu giáng. Rồi do tức mình, Bảy Tâm lấy sức giẫm mạnh giò ba cái thiệt lớn trên mặt cầu. Sau đó anh trầm giọng quát lên: "Im!" Lại một tiếng tõm đáp lại. Chờ một chút, không thấy có thêm hiện tượng gì, anh quẩy gánh lên tiếp tục đi. Trăng 16 vẫn sáng vàng vặc, soi rõ con đường đất đỏ thẳng tắp, mà hai bên là ruộng cùng dãy đồng trống trải dài. Gió khuya mát rượi như tiếp thêm sức, cho nên người thanh niên không còn thấy mệt nhọc như lúc ban đầu. Cứ vậy Bảy Tâm sải những bước dài, mong sao càng sớm tới bến đò càng tốt, bởi vì ít ra ở đó còn có xóm nhà. Dù rằng bây giờ còn quá sớm thì chắc chắn mọi người vẫn còn say ngủ, nhưng dẫu sao có xóm nhà vẫn còn hơn nơi đây. Cả đồng không mong quạnh, chỉ một mình anh với gánh tôm trên vai đi giữa trời khuya. Đi một hồi lâu nữa, Bảy Tâm cảm thấy hình như có cái gì đó hơi lạ, liền đưa mắt nhìn thì phát hiện thấy làm như nãy giờ mình vẫn lẩn quẩn ở một chỗ. Bởi cây cầu rạch đìa nằm một đống đen thui phía sau lưng, cách không bao xa. Con đường vẫn trống trải vắng lặng, nằm im lìm trong ánh trăng vàng vặc của khuya 16. Khúc ruộng trống trải của xóm rạch vẫn còn như say ngủ. Thế vậy Bảy Tâm vô cùng sửng sốt. Trời, không lẽ mình bị ma dắt? Nghĩ vậy liền đặt gánh tôm trên vai xuống, hít vô một hơi thiệt dài rồi từ từ thở ra. Làm mấy bận như vậy, thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, nên ngó nhìn chung quanh một vòng coi có điều gì khác thường không, rồi mới tiếp gánh đi. Tuy vậy trong bụng vẫn phập phồng e ngại, bị ma dắt nên hết sức để ý hai bên đường, coi mình đi tới thiệt hay đi lòng vòng như hồi nãy. Mấy cây còng lặng lẽ đứng bên lề đường như cho biết anh đã đi khỏi khúc cầu rạch đìa gần một cây số. Đến đây Bảy Tâm thở mạnh ra,
như vừa trút được gánh nặng. Nhưng ngay lúc còn đang mừng thầm, thì ở hàng cây đen xì ở phía bên trong, tiếng chim cú mèo rút lên mấy tiếng liền, nghe rần rợn. Nhưng nó không đáng sợ bằng, từ hai cây còng sát bên, bỗng một con chim trắng bay vụt lên. Nó đảo một vòng trên đầu Bảy Tâm, rồi buông ra tiếng kêu rất lạ tai giữa trời đêm. Cái âm thanh nghe thiệt ai oán. Kêu xong vài tiếng, rồi nó bay mất. Tuy mấy chuyện đó không làm anh nao núng, nhưng anh cũng thấy tức mình vì mấy trò quấy rối của đám ma cỏ. Không còn cách nào hay hơn, nên đành cắm cổ đi thật nhanh, mong cho sớm tới bến đò. Khi mới đi thêm mấy bước, bỗng Bảy Tâm đạp nhầm cái gì đó dưới chân, cảm thấy nhão nhẹt, giống y như phân trâu hay đống sình non. Anh chưa kịp đứng lại thì chân bên kia lại đạp tiếp vật gì tròn tròn, tựa như cái bong bóng heo đầy hơi, khiến cho nó kêu lên một tiếng xì thiệt lớn. Rồi mơ hồ trong gió khuya, Bảy Tâm nghe tiếng la en ét của heo bị thọc huyết. Tới đó không dằn nổi bực mình, anh đặt hẳn gánh tôm xuống, đứng thẳng người, một tay cầm cây tầm vông, tại kia chỉ ra khoảng không trước mặt, cất tiếng lớn. Nè cái lũ tà ma kìa, tao hỏng chọc ghẹo gì mấy người, nếu còn quậy phá nữa đó thì đừng có trách tao nha. Nói xong, anh chống cây tầm vông xuống đất, chờ coi tụi ma cỏ dở thêm trò gì nữa. Lúc đó anh sẽ cho tụi nó biết mùi lợi hại của đường roi gia truyền. Đứng đợi cả 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, nên Bảy Tâm tiếp tục bước đi với gánh tôm trên vai. Cứ vậy một mình một gánh, đi thêm gần 1 giờ đồng hồ nữa mà không còn bị thêm con ma nào hiện lên nhát hay là trêu chọc gì thêm, khiến anh thấy vững dạ. Có lẽ tụi ma này hiện ra nhát mà không làm cho mình sợ bỏ chạy hay la làng, thì tụi nó làm biến khách muốn ghẹo nè. Rồi cứ men theo con đường độc đạo, tiếp tục đi về hướng bến đò Long Cảnh. Chỉ một chút sau, cách trước mặt anh chừng 100 thước, ngôi trường sơ học nhỏ tên Tân Quy đã hiện ra dưới ánh trăng sáng như ban ngày. Thấy đã tới đây nên Bảy Tâm định bụng khi đến trường sẽ dừng chân nghỉ một hồi cho khỏe rồi mới đi tiếp, vì đoạn đường từ đây tới bến đò chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới, mà bây giờ còn quá sớm, tội tình gì đi riết cho mệt sức. Gió khuya thổi mờn màng nghe mát lạnh, giúp anh mau chóng lấy lại sức, tinh thần vô cùng tỉnh táo, suy nghĩ về những chuyện khi nãy. Có lẽ tụi ma khi nãy thấy hù nhát, chẳng những không làm cho anh sợ, mà thấy anh đứng lại cự nữ thách thức, thành ra chúng e dè mà không nhát nữa cũng nên. Chớ nghe đầu khúc đường này hết ma lết tới ma lè ma trơi, vậy mà nãy giờ im ru bà ru. Nói không chừng có khi tụi nó rủ nhau đi ngủ hết rồi cũng nên. Nghĩ tới đó, anh cười khang một mình, tiếp tục rảo bước, định bụng đi tới cổng trường, có khoảng đất trống bằng phẳng sẽ nghỉ ngơi một chút. Chỉ một lúc sau, ngôi trường Tân Quy nhỏ nằm ven lộ cái hiện ra trước mắt. Càng lúc anh càng tới gần. Rồi hình như vừa khi đó có nhiều tiếng lào xào từ trong ngôi trường phát ra. Kế tiếp là tiếng gõ thước lên bàn cộp cộp, nghe rõ mồn một. Khi tiếng gõ thước vang lên, làm tiếng lào xào im bặt, Bảy Tâm còn ngạc nhiên tự hỏi: ủa cái giống gì mà rùm dữ vậy ta? Đang nghĩ thì tiếng thước gõ lên bàn lại vang lên rớp rớp mấy nhịp. Kế đến là tiếng trẻ nhỏ ê a rùm lên như đọc bài. Lần này thì Bảy Tâm tin chắc mình lại bị ma nhát nữa. Nhưng bọn chúng nhát kiểu này thì thầy kệ chúng, tụi nó muốn đọc bài hay nhịp thước thì chẳng mắc mớ gì tới anh, vậy để ý làm chi cho bận trí. Nghĩ vậy để tự trấn an, rồi anh không dừng lại nghĩ nữa, mà cứ bước tới mặc cho tiếng đọc, tiếng thước gõ càng lúc càng lớn. Nhưng khi anh còn cách ngôi trường chừng 10 thước thì đột nhiên một hiện tượng khác xảy đến, làm cho anh khá nao núng. Từ trên nóc một lớp học,
có cái bóng trắng đột ngột xuất hiện. Nó cao lều nghêu chừng hai thước tây, mái tóc đen thui dài từ trên đầu xõa xuống đụng tới nóc nhà. Bảy Tâm căng mắt nhìn kỹ thì không thấy cút chân nhúc nhích, nhưng thân hình trắng xác của nó như lơ lửng trôi trên nóc, từ từ xuống sân trường. Sau đó nó hướng đường chậm chậm lướt ra. Nhìn tới đó, bao nhiêu tóc sau óc của Bảy Tâm dựng đứng hết lên. Cứ theo khoảng cách như vậy thì khi anh tới trước cửa trường, chắc nó cũng vừa tới đó. Độ chừng như vậy nên Bảy Tâm cố gắng bước thật lẹ, với hy vọng mình sẽ nhanh chóng tới cửa trường trước để hai bên không đụng mặt nhau. Nhưng thánh thần ơi, hễ anh bước lẹ thì cái bóng trắng nọ cũng mau chóng trôi ra phía cửa, đúng theo sự phán đoán, khiến cho Bảy Tâm hết hồn chớ giới. Rồi với ánh trăng sáng không thua gì ban ngày, anh thấy nó rất rõ. Ngoài mái tóc đen dài thậm thượt hơn cả hai thước tây, bay phất phơ trong gió, thấy mà ghê hồn. Còn lại toàn bộ mặt mũi, tay chân của nó xanh lè, y như lá cây. Bộ quần áo khoác trên thân của nó là một màu trắng toát của vải liệm, giờ một cái làm cho Bảy Tâm phát nóng lạnh. Cả hai càng lúc càng gần. Đối với Bảy Tâm bây giờ, nếu có quay ngược lại cũng trễ rồi. Bởi nói không chừng khi anh quay đầu bỏ chạy, biết đâu con quỷ nọ sẽ đuổi theo, rồi nắm giống tôm ghì lại, nhè hàm răng nhọn quắc, có thêm hai cái nanh dài sọc, cười ra rồi nhát anh. Nghĩ tới đó thôi anh đã bủng rủng tay chân. Chợt nhớ lại chuyện kể về con quỷ này, anh từng nghe được mấy người cao niên ở trong xóm trong làng thuật lại rằng, cách này ngoài 30 năm, cái miệt đất sình lầy đầy ao dũng ở bờ sông bên kia, có một nhóm người rất hung dữ tụ tập lại, trong đó đầy đủ các thành phần tội phạm, thành phần bất hảo như tụi du côn, du đảng, trộm cướp. Vì né tránh pháp luật, từ tứ xứ tụ tập về đó, chiếm cứ cả vùng đất nơi đó làm sào huyệt, để đi ăn cướp nhiều nơi. Kể từ ngày đó, phần đất bên sông trở thành vùng đất dữ. Những người dân lương thiện cũng như mấy đám lính làng ở quanh vùng đều không bao giờ bén mảng tới gần khu vực nọ. Đám cướp này ngày một lộng hành ngang ngược. Chúng không coi mấy cha hương quản và đám lính cà tàng ở 5-6 làng quanh đó ra gì. Cho nên hễ chúng thấy nhà nào có chút tiền bạc dư giả, trước khi muốn tới lấy của, bọn cướp nọ thường đưa thơ hẹn trước ngày tới lấy. Mấy nhà đó không có cách gì chạy thoát, bởi họ có báo quan báo lính thì đám nọ cũng hứa hẹn cho có, nhưng rồi co đầu rút cổ để né tránh. Và đúng như ngày hẹn, chúng đánh xe ngựa hay chèo tâm bản tới để khiêng của. Hễ như ai mà tiếc của nhào ra giành giật lại, hoặc là khóc lóc gian xin, thì đám cướp mất nhân tính châm lửa đốt nhà rồi quăng gia chủ vô. Do đó khi chúng tới, cách tốt nhất là thầy kệ bọn nó, muốn làm gì thì làm, may ra còn yên được tấm thân. Cứ như vậy, bọn cướp mười nhỏ ngày càng lộng hành ngang ngược. Cho đến một ngày nọ, bọn chúng đưa thơ hẹn trước với gia đình của ông thầy giáo Bình. Trong thơ hẹn đến sáng sớm ngày mai sẽ cho người rước cô Liên, con gái út của ông giáo, về làm vợ nhỏ thứ sáu của tên cầm đầu băng cướp mười nhỏ. Vì cô út Liên không những có gương mặt trắng trẻo tươi đẹp không thua gì tranh vẽ, mà tay chân làn da cũng trắng mịn như bông bưởi. Ngoài ra lại còn có học thức, tánh tình hiền lành siêng năng, khiến nhiều anh trai làng say đắm, mà có anh nào dám đèo bồng mơ ước tới. Khi tiếng đồn về nhan sắc của Úc Liên tới tai tên đầu đảng, hắn liền ra lệnh cho bọn đàn em đem thơ tới nhà của ông giáo Bình hẹn ngày giờ rước dâu. Thấy tai họa sắp úp xuống đầu nên ông giáo nghĩ chỉ còn cách lập tức đưa Úc Liên lên thành phố tìm người nhà thân tá túc lánh nạn, rồi sau đó hẳn tính. Vì vậy ngay đêm hôm đó, cô Úc Liên chuẩn bị hành lý gọn gàng, thức cho tới gần 4 giờ sáng bữa sau. Cô Úc khăn gói lên vai, gạt lệ chào từ giả tía má, rồi mở cửa sau lẻn bước ra. Nhưng cô đi chưa được 10 bước thì từ trong bụi chuối, 4 tên cao lớn chờ sẵn
Chúng khoanh tay bước ra chặn lại. Một tên hỏi cô: mới giờ này mà đi đâu? Bộ tin trốn hả? Cô Út Liên thấy vậy hoảng hồn, không biết trả lời như thế nào, thì đã bị hai tên xông lại khống chế. Bọn chúng đưa cô vô nhà, rồi bắt vợ chồng ông giáo Bình đem ra đánh đập tàn nhẫn, vì tội dám âm mưu và tiếp tay cho đệ lục phu nhân tương lai của chủ tướng trốn đi. Hai vợ chồng già bị bốn tên côn đồ lực lưỡng thẳng tay đánh đập không chút thương xót. Một lúc sau, vợ chồng của ông Sáu mặt mũi sưng vù, khắp người toàn là vết thương, nằm rên hừ hừ trong vũng máu. Thấy vậy, chúng lôi vợ chồng ông ra ngoài trói lại, rồi châm lửa đốt nhà, khiến cả ba nạn nhân vật vã kêu khóc. Nhìn căn nhà đã chìm trong biển lửa, bốn tên ác nhân nọ cười lên ha hả một hồi, rồi ráp lại xô đẩy cô Út liền đi. Chúng tưởng đầu cô Út sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ bị đánh và đốt nhà, cô sẽ khiếp sợ, dễ dàng chịu khuất phục mà đi theo bọn chúng. Điều chúng không ngờ, tuy là phận nữ nhi yếu đuối, nhưng Út liền hết sức dùng dãy chống cự. Sau cùng đã dùng cách cắn lưỡi tự vẫn để không rơi vào tay lũ ăn cướp. Cho nên hôm đó, khi trời đã sáng tỏ, bà con lối xóm phát hiện thấy cô Liên nằm cứng đơ trên bờ ruộng, cách trường sơ học Tân Quy không bao xa. Thương cho số phận hồng nhan bạc mệnh, khi tuổi đời vừa mới 17 mà phải nhận cái chết tức tưởi thương tâm. Tưởng mọi chuyện đến đó là chấm dứt, mấy người trong xóm hiệp lại cùng vợ chồng ông giáo Bình đem Út Liên về chôn cất tử tế. Sau đó có lẽ quá đau buồn vì nhà cửa bị tụi ăn cướp đốt cháy không còn gì, còn cô con gái thì chết thảm, nên hai vợ chồng ông bà sau đó bỏ đi mất dạng, lối xóm không một ai hay biết. Còn về phần của Út Liên, cho đến khi chết vẫn còn trong trắng, thêm vào đó cô chết quá oan ức gai nghiệt, có lẽ lại trúng vào giờ linh, nên trái ngược với Út Liên lúc sống rất hiền lành khả ái, sau khi chết lại trở thành ma, thành quỷ rất dữ. Lúc đầu nhằm mấy bữa trăng sáng, nhiều người trong xóm thường thấy một cái bóng trắng từ ngoài bờ ruộng ngay chỗ Út Liên chết, lững thững đi vô, rồi là đà bay trên nóc tường học than khóc. Ban đầu thấy vậy, nhiều người rất sợ hãi, nhưng riết rồi họ cũng quen, bởi chỉ vào những đêm có trăng, hồn ma Út Liên mới hiện ra, đứng trên cao khóc than, chứ không hề chọc phá ai. Cho tới đúng một năm sau, sau ngày ngày của Út Liên chết, mấy người đi cấy sớm chợt thấy có hai cái thây đàn ông chình ình nằm một đống sát chỗ Út Liên chết năm ngoái. Mấy người đó thấy vậy giật mình một lượt, thì nhau la làng la xóm trời. Khi có đông người kéo đến, thì họ nhận thấy một cái thây bận đồ màu xám, lớn con trắng trẻo, trên cổ cái xác đó giấu 10 ngón tay nhọn sâu hấm, máu tươi còn rỉ rỉ chảy ra. Mọi người xúm vào nhìn kỹ thì nhận ra tên xấu số đó không ai khác chính là tên Mười Nhỏ, đầu đảng của bọn cướp khét tiếng trong vùng. Cái xác bên cạnh là đồng đảng của y. Thế vậy mọi người đều cho rằng hai gã nọ chắc chắn bị sự trả thù của hồn ma của Út Liên. Thấy kẻ ác đã đền tội, nên mọi người ai cũng cho rằng sau khi trả được đại thù thì hồn ma nọ đã siêu thoát. Nào dè đâu, tới năm sau cũng đúng ngày đó, có thêm hai cái xác đàn ông mặt dữ dằn cùng nằm sắp mặt chết gần chỗ hai gã trước. Lúc này bà con trong xóm mới lắc đầu lè lưỡi kinh sợ, bởi sự trả thù quá dữ dằn của hồn ma Út Liên. Rồi cũng từ lúc đó, vào mấy ngày trăng sáng, cứ nửa đêm trở đi cho tới 3-4 giờ sáng, hồn ma Út Liên hay hiện lên chọc phá những người đàn ông đi một mình mà không cần phân biệt quen lạ, hiền hay bình thường, hay hung tợn ác nhân. Anh nào xui xẻo bị hồn ma nọ nắm trúng thì kịp về tới nhà sinh bệnh, nếu ít thì cũng hết cả tuần hay 10 ngày, còn nặng hơn thì nằm la liệt cả tháng. Có khi những người bất trí khùng khùng 1-2 năm mới hết. Ai mà tin, biết giờ thầy cúng kiến khấn vái thì ít bữa sẽ hết. Bảy Tâm nãy giờ nhớ lại câu chuyện mà mấy cô bác lớn tuổi trong xóm nói về bóng ma cô Liên,
khiến cho anh cảm thấy nỗi sợ hãi bắt đầu tăng cao. Cái bóng ma áo trắng tóc dài đen thui kia dường như cũng cảm nhận được nỗi sợ trong lòng Bảy Tâm. Do đó, nó cứ lặng lẽ trôi về anh mỗi lúc một gần hơn. Tới khi hai bên còn cách nhau độ chừng 4-5 bước chân, mồ hôi lạnh đã ướt thấm lưng áo của Bảy Tâm. Ngay giây phút đó, dường như anh được ai nhắc. Dù ma quỷ gì cũng ớn tiếng gà gáy, bởi tiếng gáy của chúng báo hiệu trời sắp sáng. Mà loài ma quỷ thì rất sợ ánh mặt trời, bởi dòng hồn của chúng sẽ dễ dàng bị thiêu rụi thành hư vô dưới ánh sáng đó. Chợt nhớ ra điều gì, Bảy Tâm bỏ dội giống gánh xuống đất. Kế tới liền giẫm mạnh hai cẳng xuống đất, giả tiếng vỗ cánh của gà, rồi ngửa cổ lên gáy một hơi dài. Tiếng gáy giả của anh vang lộng trời khuya lạnh lẽo. Bất ngờ nghe vậy, bóng trắng ma quái sững lại. Nhưng sau đó có lẽ nó đã nhận ra chỉ là tiếng gáy giả. Nó hừ lạnh lên một tiếng, nghe rất âm u trầm thấp, rồi tiếp tục trôi ra phía cửa trường. Bảy Tâm ráng bình tĩnh, cố gắng gáy thêm bận nữa. Nhưng lượt này, bóng trắng kia vẫn thản nhiên trôi lẹ ra, khiến anh hồn vía muốn lên chín tầng mây. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Bảy Tâm, khi tiếng gáy cất lên đã trêu tức bọn gà trong xóm gần đó, hoặc khiến cho chúng tưởng trời sáng thiệt, nên một con chợt cất tiếng gáy theo, rồi nhiều con khác đồng loạt gáy phụ họa. Tiếng vỗ cánh cùng tiếng gà gáy vang rộ lên mấy chập, nghe sao động cả trời khuya đang dần về sáng. Lượt này thì quả nhiên là tiếng gáy thật. Bóng trắng nọ không dám chần chờ, nó quay phát một cái rồi tuột vô trong, và chẳng mấy chốc bóng dáng của nó tan biến trong ánh trăng 16. Tiếng nhịp thước cùng tiếng AA đọc bài sùm trong trường nãy giờ cũng đồng loạt im re. Cả không gian nơi đây lại lần nữa trở nên vắng lặng. Bảy Tâm thấy vậy mừng hơn lượm được vàng. Anh lẹ làng đặt gánh tôm lên vai, bước đi vừa chạy về hướng bến đò Long Kiển mà không dám quay đầu ngó lại. Từ trên cao, trăng vẫn sáng lung linh, soi rõ cho miền quê với những câu chuyện đầy ma mị. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Đêm Khuya Kinh Hoàng của tác giả Lê Đức Nam. Thì như Thi đã giới thiệu những câu chuyện của Lê Đức Nam, thì câu chuyện chúng ta vừa nghe xong, nó không phải là một cái câu chuyện được lấy cái tình tiết hay là xây dựng lên một cái gì đó nó quá ma mị, mà tất cả những cái mẩu chuyện nho nhỏ ở trong cái câu chuyện vừa rồi thì nó kể lại những cái lần gặp ma của những nhân vật trong câu chuyện đó trong một cái vùng quê, một cái xóm làng đó. Vì vậy quý khán thính giả chúng ta khi nghe truyện thì cũng biết rằng đây là những mẩu chuyện nhỏ, chứ nó không phải được xây dựng thành một câu chuyện lớn gồm nhiều tuyến nhân vật rồi tình tiết này kia, nên chúng ta sẽ không có thắc mắc về vấn đề là cái kết nó có hậu hay không. Thì đây nó cũng giống như là những mẩu chuyện mà chúng ta ngồi lại kể cho nhau nghe vậy. Thì cũng cảm ơn Lê Đức Nam đã gửi câu chuyện này về cho kênh xóm nhé. Và quý khán thính giả có nhận xét như thế nào thì chúng ta hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì cảm ơn quý vị. Còn giờ đây thì Trần Thi xin chúc cho quý vị có một buổi tối thật an lành và ấm áp. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.